Nếu mà mỏi thì đổi tay. Này làm còn dài lắm chứ không nhanh đâu. Mình giá cái lỗ này xong mình lấy dán mình lót để cho người ta qua. Thẳng qua đây luôn nè. Con làm nhớ coi xe nha. Coi dừng xe đó. Mình và Tân là đi đường và thấy những cái hình ảnh mà những cái ổ gà như thế này và người dân họ đi loạng choạng họ gần như té. Thì từ đó thì hai anh em mới có những cái ý niệm là tạo ra một cái group, một cái nhóm nhỏ, bắt đầu từ 4 người lên 5 người, 6 người. Những bạn khác thấy cũng xin vào thì bây giờ cũng khá cũng được mười mấy 20 bạn trong cái nhóm này. Khoảng tháng 10 năm 2023 năm ngoái thì đã từ đó tới giờ thì qua làm khoảng là 70-80 con đường. Những lỗ vá nhỏ lớn có. Nói chung là cũng có những cái trường hợp là mình đi qua những cái đoạn đường và mình té, mình vấp, rồi người khác cũng té, cũng vấp. Mà tụi mình cứ lướt qua mà tụi mình không có thực hiện thì mình cảm thấy cái áy náy. Trước đây thì nó kiểu sụp lún với cả nhiều ổ voi, ổ gà. Các bạn học sinh với người đi qua đây thì hay bị té, ngã trời mưa. Em bán ở đây thì cũng hay giúp đỡ mấy cô, mấy bác, mấy bạn hay bị té ở đây. Đoạn đường này với lưu lượng xe như nhiều như vậy thì mình dự kiến khoảng chừng làm từ 3 tới 4 tiếng đồng hồ mới xong được những cái lỗ này. Cái tiến độ rất chậm vì mình phải chờ cho những cái xe đó qua lại. Và nhiều khi thậm chí là xe nó qua nó cán hư cái đoạn đường mình mới làm. Thì mình phải chờ cho họ đi qua hết rồi lúc đó mình phải làm sửa lại hết. Nước nôi sẵn sàng rồi, có người dân cho anh em vô uống nha. Có những cái cô chú anh chị hay ra hỏi thăm tụi em là tụi em làm cái này lâu chưa, rồi tụi em có khát nước không, là cô chú lấy nước ra. Cô chú hỗ trợ rất nhiều trong cái việc tụi em làm. Nếu như mà không có những người xung quanh hỗ trợ thì tụi em cũng khó mà hoàn thiện một con đường lắm. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sinh nhật lần thứ 19 của em. Thường thường thì khi mà mình được tổ chức sinh nhật thì mình sẽ mặc đồ đẹp, nhưng mà trong cái hoàn cảnh là mọi người chân lắm tay bùn, dạ mình mẩy mồ hôi một cơ, thấy trong cái hoàn cảnh là rất là đặc biệt luôn á chị. Thời gian đầu là ba mẹ em cũng gọi là khá là nghi ngờ cũng như là có những cái sự lo lắng, nhưng mà dần dần thì em trình bày cho ba mẹ em về cái việc mà em làm như thế nào bằng cách là em gửi hình ảnh cho ba mẹ em xem, hay là đôi khi em sẽ nhờ ba mẹ em chở em tới địa điểm đó để xem là cái hoạt động đó em làm ra làm sao. Ba mẹ em cũng tin tưởng hơn và những lần sau thì cũng cho phép em đi mà cũng không có lo lắng nữa. Khi mà làm những cái hoạt động này á thì cái thứ nhất là mình thấy bản thân mình sống có ý nghĩa hơn. Mình làm những cái việc này nó làm bản thân mình vui trước, thì sau đó khi mà thấy những cái con người mà họ đi qua và những cái con đường mình vừa đắp xong á họ vui nữa thì cái niềm vui nó được nhân đôi lên nữa. Nói chung là trộn bê tông và phá đường thì nó đâu có gì là to tát đâu.